xin ai đó vật gì hay mình nhờ người khác giúp thì phước của mình có tiêu giảm hay không? Cái này nó còn tùy thuộc vào tâm của mình. Cái tâm của mình ấy, là tâm gì? Xin thưa, phước thì nó không có giảm. Phước không có giảm. Nhưng mà khi mình nhờ bằng tâm gì á, thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp gì? Nếu mà mình nhờ bằng một cái tâm bất thiện, mình nhờ bằng một cái tâm ngã mạn, hoặc nhìn nhờ, ví dụ như mình nhờ bằng một cái lòng tham muốn, thì cái nhờ đó do cái tâm bất thiện nó sẽ dẫn đến lời nói hoặc hành động chúng ta làm nó tạo ra ác nghiệp. Còn nếu như mà mình nhờ bằng một cái tâm thiện đó, ví dụ như là mình hôm nay tới chùa, mình thấy có công việc nhiều, cần phải quét sân, cần phải lau chánh điện, rồi cần phải sắp bàn, sắp ghế vân vân. Mình thấy có những người họ ở không, thì mình có lòng tốt thì mình muốn họ tạo thêm phước thì mình nhờ đó. Thì khi chúng ta nhờ mà bằng một cái nội tâm thiện á, thì chúng ta tạo các cái điều phước. Còn chúng ta nhờ bằng một cái nội tâm bất thiện thì chúng ta làm cái điều tạo ra cái nghiệp bất thiện ha. Chứ còn cái phước thì nó không có cái kiểu là nó tiêu giảm, nó chỉ có thêm thôi. Khi nào chúng ta hưởng thì nó mới bớt, chứ không phải là cái kiểu tiêu giảm như mình hiểu. Mà còn một cái câu hỏi mà quý vị không có hỏi nè, có nghĩa là khi mà mình hồi hướng mình cho phước người ta đó gì thì phước mình có giảm hay không đó. Câu đó sao quý vị không hỏi đó. Thì sẵn đây thì sư nói luôn, có nghĩa là cái phước, cái đặc tính của phước đó, nó giống như là ngọn lửa vậy đó, càng chia sẻ càng cho nó càng sáng. Chứ còn nhiều người họ sợ tôi phước tôi có một chút xíu rồi, bây giờ tôi cho hết người này cho người kia, cái phước tôi nó hết sao? Không phải. Nó giống như quý vị có một cái ngọn lửa nhỏ, quý vị càng thắp nhiều ngọn đèn thì nó càng sáng. Cái đặc tính của phước nó là như thế. Đặc tính của phước càng chia sẻ càng rộng rãi thì nó càng lớn mạnh ha. Còn nói cái chuyện mà mình giảm phước thì nó như thế này. Giả như sư thấy có một vị, vị đó mở nước vị đó xài, mà vì đó xài vì đó không có khóa nước, có nghĩa là nước thì cứ vặn mở vậy đó, nước nó chảy ào 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 thì cứ xài. Thì nếu sư nhìn sư lắc đầu, bởi vì vì đó đang lãng phí cái phước của mình, vì đó đang lãng phí cái phước của mình đó. Chứ còn đừng có nghĩ là bây giờ thì tôi xài nước thì tôi trả tiền nước, tôi xài điện tôi trả tiền điện. Xin thưa, cái tiền đó đâu ra? Đừng nói ông sư cũng đi làm nha, ông sư làm gì có tiền. Tiền đó là Phật tử cúng dường. Mà mình đang xài vậy là mình đang xài lãng phí cái gì? Cái tính thí. Lãng phí cái niềm tin, lãng phí cái của cải mà thí chủ đã cúng dường cho mình. Chứ mình làm gì có tiền, ông sư làm gì có tiền đi. Toàn bộ là của thí chủ cho. Mà khi chúng ta xài như thế thì chúng ta đang lãng phí, đang lãng phí cái mà thí chủ đang cho mình ấy. Thành ra mình đừng có nói là tôi có tiền là tôi muốn làm gì làm, tôi muốn xài gì xài, sai. Chúng ta một ông sư mà mình xin lỗi với mình mở nước mình không khóa, mình không dặn, là chúng ta đang lãng phí cái phước của mình đấy. Thì cái đó là tiêu giảm. Quý vị thông cảm ha, tại vì hôm nay thì mở cái khóa tu á, rồi sau đó thì tụng kinh sám hối, cho nên là nó không có năng lượng như là những cái bữa khác đó, cho nên là cái cách nói chuyện nó cũng không có nhiều năng lượng như là bữa khác, như bữa trước.